Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe màn ba khởi sự trần gian hợi, thảm họa từ đây đến năm thìn. Thiện Long ơi hỡi mười phương xứ, náo nức tung bay khắp thế trần. Ta nay ấn bút năm thìn họa, ấn chỉ liền ngay việc bắt đầu. Trước kia cho biết ngày ấn xá, ấn xá ra sao phải diễn liền. Bệnh ôn bệnh tả đầy thế giới, bệnh cả nghiệp căn trị thế nào. Bệnh nan ung chướng thân mắc phải, bệnh thôi vô số sao kể xiết. Chẩn đoán không ra chứng bệnh gì, dân thì phải chạy la làng cứu. Thầy thuốc năm châu mắt ngó nhìn, chúng sanh thế giới lần lượt bước. Tử địa năm châu thay chất chồng, thượng đế truyền chiếu chỉ, ấn chỉ liền ngay đúng năm thìn. Màn bá khởi sự ra tay trì, hổ sự phần căn đã đến giờ. Bảy lâu nay ẩn đợi cơ trời, chờ lệnh chỉ mới ra tay cứu. Bệnh dĩ kỳ phát lộ tràn lan, trước kia ta nghe tiếng thở than. Thường trách móc trị sao không hết, lẫn cúi đầu hiểu biết nghiệp thôi. Bởi chúng sanh lắm chuyện kỳ khôi, giờ phải chịu kỳ khôi trở lại. Bởi chúng sanh làm điều tồi bại, thì bây giờ tồi bại hải thân. Bởi chúng sanh nửa phân chánh đạo, giờ phải đành kiếm gạo khó khăn. Bởi chúng sanh vô số tham ăn, giờ phải chịu vướng ngay bệnh lạ. Bệnh thật kỳ, thế giới bó tay, đợi màn ba ta sẽ ra oai. Chớ đâu có được ra sớm thế, đợi chín mùi thế giới lung lay. Đợi rồng bay phun nước rửa trần, rửa cho sạch thế gian dương thế. Rửa làm sao cá tôm phải ế, rửa thế nào chồi lá chẳng còn. Rửa làm sao thế giới hao mòn, toàn cảnh vật đều là khác lạ. Rồng rửa trần rắn cũng bò lên, bò tung tăng quậy khắp thế trần. Cuộc ẩu đả trên không dưới nước, lửa đầy trời đá nổ tung bay. Các phù sa phủ túa mịt mù, trời đất đông đua nhau sụp đổ. Ổ ong dò bỏ tổ bay đi, cả thế gian đầy dẫy thay thi. Chuyện thảm đó đến cùng một lúc, hố lấp dùi luôn cả biển đông. Thay trôi giạt làm mồi cho cá, vợ mất chồng níu đứng ngày đêm. Nhìn chúng sanh ta thấy nào yên, nhồi trả quả trở tay chẳng kịp. Cảnh tượng này đổ trách ai đây, tại thế gian nghiêng ngửa về tay. Bỏ ông Phật chạy theo thời thế, chịu cúi đầu sai khiến người ơi. Tại ta tham, ham muốn lợi quyền, nên thế sự xảy ra như thế. Loạn thế trần đành chịu vậy thôi, tại ai gây thảm khốc thế này. Cả thế giới chỉ trong biển lửa, hỡi tất cả chúng sanh có biết những chuyện gì sẽ đến về sau. Tại sao ta còn phải xuống trần, chuyện thân xác ra đời cứu độ. Đêm sấm truyền tiết lộ cho dân, cho biết hết của đời mạt pháp. Cho biết về các bạc canh linh căn, cho biết hết nghiệp căn phải trả. Cho biết điều nghiệp của chúng sanh, cho thấy cảnh đau thương thảm khốc. Cho thấy đời xuống tóc trọc đầu, thì chúng sanh mới chịu cúi đầu. Còn không có thì đâu có lai. Tánh ngang tàn hóng hách ngược xuôi, mở miệng ra chẳng có đầu đuôi. Ý quyền thế nói sao nghe vậy, ý có tiền nói quẹo nói công.
ý làm ông ăn nói cơ cầu, đời ngang ngược hung hăng bạo loạn, đời quỷ ma xáo trộn dương trần, xui khiến hại nhập thân ai biết, ẩn trong mình khó đoán dân ơi, đợi thời cơ nó lộ mọc sừng, nhe nanh vuốt sát thân lệ thuộc, làm những điều ai dám cản ngăn, hút máu tươi ăn sống thịt người, đội lớp ma sát hại dương trần, nó cũng đợi màn ba xuất chúng, nó cũng về nhập xác như căn. Nó mọc nanh căn cũng lộ hình, nó mọc sừng căn thêm tay cánh, nó ẩn thân bày phép đủ điều, dễ say khiến xác thân đã nhiễm, hỡi dân ơi chớ có vượt tầm, quỷ nhập xác biến ra mỹ nữ, làm cho người bỏ đạo đi theo, nó làm cho thế giới lộn nhào, cuồng tính chắc không còn lý trí, trí tính người muốn giết lẫn nhau, chúng sanh ơi cuộc chiến bắt đầu, thập bát quốc so tài hùng dĩ, nước láng giềng rỉ rả ngồi coi, coi ngựa đá dê kia bỏ chạy, khỉ ngồi buồn bản hữu sạch trơn, là lôm khôm túc túc ló đầu, thế gian ơi chớ có ngồi rầu, tan buổi chợ ngày mai sẽ nhốm, hỡi dân ơi chớ có lao sao, cuộc tận thế là như thế đó, tuồng trần đời kết thúc vậy thôi. Tuồng hát Phật bắt đầu khai mở, đã đến giờ tuốt kiếm vương cung, diệt lũ yêu sát hại dương trần, dùng phép Phật gom thâu tà đạo, dùng phép màu bắt hết quỷ ma, nước ma ha cứu rãi dân lành, bày yêu thú phép thâu trở lại, hỡi dân ơi chớ đừng ngần ngại, cuộc tẩy trần quỷ diệt tà gian, kẻ gian ác tiêu tan hồn xác, kẻ bảo tàng tiêu xác phanh thay, kẻ mê tây tà chú hú hồn, kẻ bỏ đạo làm mồi rắn nuốt, hỡi dân ơi đến giờ kết thúc, cuộc tẩy trần khỏi chạy đâu xa, bất kể đâu cũng có thảm sầu, chẳng có bỏ nơi nào sơ sót, đến chừng đó đố ai mà thoát, trốn trong rừng thú cũng gọi kêu, ở trong gia tinh quỷ réo mời, bầy yêu thú đón đường đón ngõ, sâu rắn nằm chờ đợi dưới sông, chạy nơi đâu thoát cảnh lưới trần, trước là quỷ kẻ gian tà đạo, chết lần hồi hồn xác tiêu tan, cái chết đâu có dễ một đàn, hồn xác xé cho người phát sợ, rồi đến mình cũng thế mà thôi, quét sạch xong những kẻ gian tà, lần lượt đến hung hăng tàn bạo, ở dương gian tàn ác thế nào, giờ phải chịu phanh thay hùng xé, quét sạch rồi phân nửa thế gian, phần còn lại quan sư căn chúng, tội thế nào ăn ở ra sao, cũng đều bị thú yêu dòm ngó, tội đầy trời khó nổi dung tha, quan quân ơi chớ có ham tiền, đừng bội phản chúa đừng vì tiền bỏ đạo hiếu trung, để rồi nay phải chịu cửu trùng, đem ra trảm thanh gươm ba thước, hỡi quan ơi chớ đừng bắt trước. Thanh long đạo thánh đế chẳng chừa, trảm những kẻ tham ô bất chánh, hỡi tăng ơi chớ đừng đội lớp sư ẩn nấp nhà chùa, hỡi sư ơi chớ đừng múa chữ, chữ đạo tà chẳng có hay đâu, để ngày sau sư phải ôm đầu, đạo nhức nhối trong thân bãi oải, hồn xác lìa về cõi âm ti, về tây phương hay phải cực hình, về thiên tước hay về ba thước, mất xác hồn uổng lắm sư ơi, uổng cho sư tu cả một đời, tình lục dục khởi lòng chấp ngã, tại người lỗi đạo nào có lỗi, thôi thì để Phật trời cân đối, chết thế nào thì sẽ biết liền, hỡi căn ơi chớ có buồn phiền,
chứ đừng nói tại sao mình chết, tại do mình gút mắt vẫn còn, đừng đổ lỗi tại sao còn nạn. Nghiệp chưa buông còn dính mãi hoài, tâm còn chứa nặng quằn chấp ngã, thì làm sao thông thả bước ra. Bởi do ta còn ham tự tại, nên đạo đời lận đận thế thôi. Bởi căn ta tâm tánh kỳ khôi, mọi việc nhỏ vẫn còn cố chấp, tâm lập trường chẳng vững còn nghiêng. Lúc kêu tiên thì mới giật mình, ta nói trước mà không chịu sửa, nước đến gần mới nhảy được sao. Kính thưa quý vị và các bạn, người xưa dặn nghèo khó gặp ba người, sẽ mã đáo thành công, ý chỉ ba kiểu người nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp người xưa thường nói, giàu vì bạn, sang vì vợ, bạn bè nhân phẩm tốt hay xấu, không chỉ phản ánh trình độ, sự tu dưỡng và đức hạnh của một người, mà còn giúp dự đoán trước được vận mệnh, tương lai phúc họa sau này. Có câu tục ngữ, nghèo khó gặp ba người, sẽ mã đáo thành công, hiểu nôm na là khi nghèo khó khốn cùng nếu may mắn được gặp gỡ và kết bạn với ba kiểu người này, thì sự nghiệp liền thăng tiến, tai họa sẽ tránh xa. Vậy nên, ba người trong câu tục ngữ trên cũng có thể hiểu là ba quý nhân trong đời mỗi người, nếu gặp được thì đều nên trân quý, đó là người chính trực với kiểu người chính trực, họ sẽ không vì cường quyền mà sợ hãi, cũng không vì tài năng xuất chúng, năng lực nổi trội của bản thân mà khinh thường người khác, trong tâm của họ luôn tồn tại một chuẩn tắc đối nhân xử thế, làm người cũng như làm việc. Họ cho dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, đều sẽ dựa vào nguyên tắc của mình để giải quyết vấn đề, và dù cho có làm sai, thì họ vẫn là dám làm dám chịu, sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Người chính trực nội tâm của họ cũng vô cùng tĩnh tại, dù cho có đạt được thành tựu vô số, bọn họ đều chỉ thản nhiên cười xòa bỏ qua, không thích khoe khoang, cũng không kiêu ngạo tự mãn. Kiểu người này bất kể là ở giai tầng nào, dù là giàu sang hay nghèo khó, thì đều sẽ được người người tôn kính. Nếu ai có duyên được gặp gỡ, kết giao với kiểu người này, thì trong cuộc sống hàng ngày và sự nghiệp sau này của bản thân đều sẽ thu được lợi ích. Vậy nhưng trong xã hội vội vã ngày nay, kiểu người chính trực này rất khó kiếm, nếu ai may mắn gặp được kiểu người này, nhất định phải biết quý trọng, bởi vào thời điểm bạn hoang mang nhất, họ có thể chỉ ra sai lầm cho bạn, giúp bạn có thêm dũng khí tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân. Người thành tín từ xưa đến nay, thành tín luôn là phẩm chất mà mỗi người đều coi trọng, người giữ lòng trung thực và chữ tín mới được người khác tín nhiệm, lãnh đạo mới tin tưởng sẵn sàng đem nhiệm vụ giao phó cho họ. Tuy nhiên, ngày nay, rất nhiều người thiếu mất đức tính này, họ đa số đều nghĩ đến lợi ích của bản thân, nếu thấy lợi ích trước mắt của mình có thể bị tổn hại, họ sẽ không ngại ngần mà thất tín với người khác, vậy nhưng vì tính ích kỷ của mình nên cuối cùng đa phần họ đều sẽ bị người đời khinh bỉ, chẳng ai dám đặt niềm tin vào họ thêm một lần nào nữa. Trong xã hội ngày nay, nếu không có người sẵn lòng tin tưởng bạn, vậy thì đừng than là bản thân mãi cứ dậm chân tại chỗ, sự nghiệp không thể thăng tiến, bởi người tuân thủ nguyên tắc thành tín sẽ được mọi người tán dương và tín nhiệm, tất cả mọi người đều sẵn lòng kết giao với họ, giúp đỡ họ. Nếu ai gặp được kiểu người này thì cũng phải quý trọng họ, vì có được một người bạn như vậy, bạn mới có thể thoải mái mở rộng lòng, hơn nữa họ cũng đáng là người mà bạn có thể tin tưởng, dựa vào lúc gặp phải khó khăn. Người có tri thức uyên bác chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều muốn bản thân trở lên ưu tú hơn, nhưng tài năng đến đâu thì cũng đều có hạn, nếu bạn có thể gặp một người nào đó có tri thức uyên bác, người từng trải với kinh nghiệm phong phú, vậy thì tầm mắt của bạn sẽ được mở rộng hơn, nếu có thể được kiểu người này chỉ dạy, con đường thăng tiến của bạn sẽ càng thênh thang hơn. Trên đây là ba kiểu người được nhắc đến trong câu tục ngữ, nghèo khó gặp ba người, sẽ mã đáo thành công, nhưng nếu bạn được gặp gỡ và kết giao với chỉ một trong ba kiểu người trên thì đã là điều rất may mắn rồi, nếu có thể kết giao với cả ba kiểu người này thì họ chính là những tri kỷ, quý nhân trong đời của bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.